Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái đồ hàng nhựa. Và đây là mình sẽ dùng biến áp 800, dây đơn 2.5 và cái cầu bắt dây điện nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cưa cái này ra để mình làm cái đầu mỏ hàng các bạn. Rồi, bây giờ mình đã làm xong cái phần cán với lại cái đầu kẹp mũi hàng. Ok. Sau đó mình sẽ dùng biến áp 800A và dây điện đơn nha các bạn. Mình sẽ quấn nó một vòng. Sau đó các bạn kết nối về nguồn. Này dây nguồn nha các bạn, còn cái dây là dây lên công tắc hành trình nha các bạn sỏi ra đây. Đây công tắc hành trình nha các bạn. Rồi, bây giờ mình đã làm xong rồi các bạn. Đây là dây nguồn cấp vô, còn đây là dây điện của công tắc hành trình để ngắt nối chỗ này các bạn, để ngắt điện chỗ này và mở điện chỗ này. Mình có bẻ một mớ cái kẽm này để mình hàn các bạn.
Rồi, bây giờ mình cắm điện vô mình hàn thử nha. Đây là cái ghế dự bể. Mình tiến hành hàn thử vô đây. Bạn có nghe nó chạy không? Đấy. Mà thấy là nó nóng nó... rất là đẹp các bạn ha. Hôm sau đây. Và sau đó là mình có thể mình chà nó liền mặt lại các bạn. Mình vẫn dùng cái con kẹp luôn.